Parawato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Parawato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Ti sarana kamanang nitikang. Amavante. Panatipata weramani sikhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikhapadang samadhiyami. Kamesu vichara weramani sikhapadang samadhiyami. Kamesu vichara weramani sikhapadang samadhiyami. Brahmacharya weramani sikhapadang samadhiyami. Brahmacharya weramani sikhapadang samadhiyami. Musavada weramani sikhapadang samadhiyami. Musavada weramani sikhapadang samadhiyami. Sura virayamaca pamadatthana weramani sikhapadang samadhiyami. Sura virayamaca pamadatthana weramani sikhapadang samadhiyami. Vikala pochana weramani sikhapadang samadhiyami. Vikala pochana weramani sikhapadang samadhiyami. Nachakita vadita visukhadasana mala khanta vilepana tarana mandana vibhusana thana weramani sikhapadang samadhiyami. Nacha kita wadita wisuka dasana malaganta vilepana tharana mandana vipusana thana weramani sikhapadang samadhiyami. Uja sayana maha sayana weramani sikhapadang samadhiyami. Uja sayana maha sayana weramani sikhapadang samadhiyami. Silena sukha dingyanti, silena bhoga sampada, silena nipu dingyanti, tasama sikam bisu thakye. Sadhu, sadhu, sadhu. Con hành kính thỉnh sư bắt đầu dạy nhiều lòng để MC của lớp học lớp. Thích
Sakyekame charu berisita ratate chantali kevimane di berate charame saruwaranahane ratanavatum kete pumacayantu dewa chalathawisame yakaganta bana gati thanta santi keyang Univara chanang sa thavo me sunantu thamma sanavakalo ayam phananta thamma sanavakalo ayam phananta thamma sanavakalo ayam phananta xin thịt chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sanh giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ma ngữ nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngữ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng dư già cho cạn thác và cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần. Mỗi mà một ngày bài học khác nhau. Cái hình này em nọ có không? Không luôn. Mỗi ngày bài học khác nhau. Nó có đây cũng có nè đó này cái nào bây giờ bố ngồi tí xíu đi mà nghe được cái này nghe cái này thì bỏ cái này. Tadiyam vi sangham saranam gacchami không có danh lợi gì trong đời này, mình ác mình ăn đây trong đời này chỉ có giới tới được tuổi hiểu gì đúng không? Điều đặc biệt nhất là sao mà sự đấy đông lớn mình không ai giữ lý vô ngã bằng tôi hết hiểu gì đó lớp này không ai hiểu lý vô ngã bằng tôi hết cái kiến thức của tôi về lý vô ngã là số một cái đó có mâu thuẫn không mâu thuẫn nào đó là lý do tại sao cái bài kinh kia nó có vô minh diệt, mà nhớ cái đó không? Tức là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có nghĩa là ngày xưa con chấp cái này là của con, sau này con hết chấp rồi con học đạo, con lấy cái này nó là tức lưỡi gió. Ok, tắt rồi. Hay con đệ tử cái tức lưỡi gió nó là có thiệt, nghe hiểu không? Thì bây giờ con hiểu rằng cái từ ngữ mà ta dùng để diễn tả đất nước lửa gió, cái khái niệm đất nước lửa gió nó cũng chỉ là cái khái niệm tạm thôi. Vì sao vậy? Vì rõ ràng có lúc ta gọi nó là đất nước lửa gió thì có lúc ta không gọi nó là đất nước lửa gió, mà ta chỉ gọi nó là tam tướng. Ở đâu làm tam tướng, ở đó là danh sách. Các bạn đọc câu định nghĩa được chưa? Tức là có một lúc thì hành giả sẽ không còn bận tâm đến sắc thọ tưởng hành thức nữa, mà hành thức thấy là hành giả thấy rằng ở đâu chính là thế. Tôi nói là tôi nói ra già
đặc biệt cho nó hiểu không? Tức là hồi xưa mình chưa có học thì mình thấy rằng mắt cứ luôn mũi cứ tôi mũi vừa rồi môi trái tim lắp 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 chân bài lá liễu chân bài lưỡi lắp. Nhưng mà có một ngày khi tôi học đạo rồi tôi thấy tất cả chỉ là đất nước lửa gió, và tôi cho rằng cái hiểu đó là trí tuệ là cao siêu. Nhưng mà cần phải hiểu thêm một level nữa, cái biết này ra chỉ được dùng làm phương tiện qua xong để đọc cái biết trước thôi, nghe hiểu không? Cái cô đó là con gái tôi cũng mê chơi vô cùng. Tôi nói con à, không, ba má không xuống đời lo cho con được, con phải học có bằng cấp, con phải có tiền để con lo thân của con, nghe kìa không? Tức là tôi tìm mọi cách để tôi cho con thấy là cái chuyện mà ngồi coi phim đại hàng rồi chơi game đó là chuyện tào lao, hiểu không? Mà cái chuyện quan trọng là gì? Đi học rồi gì nữa? Kiếm tiền. Nhưng mà theo quý vị, nếu tôi là một người cha tốt, lời khuyên của tôi trong cái tôi tới đây nên dựng còn có nhân viên nữa không? Ví dụ như một ngày kia nó mê tiền quá, nó trở thành ra một cái nước mà coi như là cái gì chắc chạy ra nước mà cái tivi được không? Ôi, tắt cái tivi rồi. Rồi biết le lưỡi đến tiền và trên đầu. Không mở nhỏ lại đi. Tiền thành lúc nó bây giờ đăng cái giải thích nó lên tổng mở lên có nè. Tiền bạc là phù vân, nó hoàn tất cả nha. Mà tất cả gọi là người con thì tiền còn, người mất thì người mất. Con bây giờ cũng thấy bây giờ bạn bè là sao đấy, con sức khỏe của con bây giờ nó không quá trời em buồn buồn, bây giờ con lo con làm mặt đầu tắt mặt tối ngay kia thì tới lúc mình chửi được tiền không còn cái gì hết, đúng không? Rồi bây giờ nó bảo còn mặt bác sĩ bây giờ bắt đầu đời con lại như rác cái gì thì tôi chửi luôn cái mặt đó luôn, đúng không? Biết cái mặt của con nó ngoài đời nó một tỷ ở ngoài, con biết không? Con biết cái mặt bác sĩ của con nó ngoài đời một núi kìa, bên làng ma đó. Bác sĩ mà bỏ cái bằng đi tu có 1 tỷ. Bên Hòa Thượng Năng Từ á, bác sĩ nó bỏ đi tu 1 tỷ mốt. Cứ biết không, nó đông nhiệt lắm. Thì lúc bây giờ tôi dạy con, tôi ra lâu cho bạn ra chửi không còn cái gì hết. Thì mình nghe kịp không? Như vậy thì con từng bước đúng không? Thì phần cái chuyện đầu tiên á, là ngày dạy mình phủ nhận cái cách nhìn tự tin. Nâng lên một bước nữa, ngày dạy mình phủ nhận luôn cả cái nhìn mà professional. Và cuối cùng con như thế, con bị bệnh và con tu con học để con chữa bệnh, và con không nên có một cái tự hào nào gì về những viên thuốc mà con đang uống hết. Tôi học chứ là uống thuốc thôi. Bây giờ vua có học thuộc lòng tâm tạng, vua có thể ngồi nhập đại định suốt 7 ngày 7 đêm thì cái chuyện mà thuộc lòng tâm tạng là nhập định, nó chỉ là cái chuyện uống thuốc của một làng ung thư thôi. Có ai mà đi khoe với làng sớm tôi đang uống ung thư thì thuốc không? Một ngày tôi uống tới 300 đô la tiền thuốc, trong làng nó mang bằng mình luôn đấy. Như vậy ngoài ung thư tôi cũng thấy mình khổ.
Ý nó nói. Chơi luôn, cho nó tháo luôn, tôn bao nhiêu tiền nào, 749 mét vuông nó 5 triệu, cho nó tháo luôn, tháo bố ạ, tôn thì 27 triệu, có không? Tôi có 170 mét vuông nhiều. Sài Gòn sắp bao nhiêu tiền để bán? Đúng. Chưa. Cho xây kệ thì nó cãi nhau. Và bây giờ không sao, sơ ga luôn à? Còn luôn. Được. Để lại đi. Đi hồ ga này à? Đi hồ ga này à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Uống sữa à? Uống sữa à? Sự công đi Phật. Thưa các vị Phật tử, chúng ta có nghe được không ạ? Dạ được. Dạ. Dạ nghe rõ. Dạ dạ cảm ơn các vị. À, vậy thì trước khi bắt đầu lớp học để giữ cái âm thanh trong lớp, tôi xin mail tất cả các cái microphone trong phòng xuống dưới cho. Dạ. Xuống dưới nghe rõ hơn. Các vị Phật tử, chúng ta tiếp tục cái bài học qua hai bữa trước là chúng ta học về tạng ví dụ pháp từ cái nguồn gốc ban đầu, do vì khi mà Đức Phật này thuyết pháp này dùng cả hai cái ngôn ngữ diễn đạt, đó là những cái ngôn ngữ thường thức thông thường
còn gọi là cái ngôn ngữ chế định. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì Đức Phật này dùng một cái ngôn ngữ khác. Và ví dụ pháp đó là cái phần kinh điển mà tìm hiểu về những cái giáo lý mà Đức Phật này diễn đạt một cách đặc thù như vậy. Và như chúng ta biết là khi mà Đức Phật này còn tại thế đó, thì chúng tôi thưa các vị hôm trước là khi mà Đức Phật này còn tại thế là kinh điển được phân chia thành hai, đó là pháp và luật. Nhưng nay chúng ta ôn lại cái bài hôm trước, pháp và luật. Pháp và luật. Và do vì cái lời kinh của Đức Phật ấy, không phải ai nghe cũng có thể hiểu được. Và do đó là pháp của Đức Phật ấy, được các vị đệ tử ngày, nhất là chư vị thánh nhân các ngày giải rộng ra. Và kết quả là pháp ấy, được chia ra làm kinh và luận. Kinh và luận, luận ở đây hay là ví dụ pháp. Thật ra đó thì chúng ta trở lại cái lịch sử kinh điển một chút, đó là khi mà Đức Phật này còn tại thế đó thì những cái bài thuyết giảng của Đức Phật hay là chư vị thánh nhân đó được chư vị tỳ kheo hay là hàng tứ chúng nói chung là học, mà theo cái truyền thống thời bấy giờ đó là khẩu truyền, tức là không có chữ viết giống như chúng ta ngày hôm nay. Có thể nói giống như cái cách mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta được ông bà cha mẹ kể về các cái câu chuyện cổ tích, đọc cho chúng ta nghe về các cái câu ca dao, thì người này kể cho người kia, rồi người này nhắc lại cho người kia từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà chúng ta không cần phải có sách vở, chúng ta cũng có thể thuộc lòng. Giống như là lớn lên đó, thì ai cũng thuộc những cái bài đu con của cha mẹ đã đu khi mình hồi nhỏ, vân vân. Thì khi đó là cái thời gian mà chúng ta học mà không có sách vở. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật này còn tại thế này, thì Đức Phật này thuyết pháp chư vị tỳ kheo, đó là các vị tỳ kheo học và sau đó các ngài thực hành. Và do vì tuy rằng không có sách vở đó, cho nên các vị Phật tử chúng ta nhớ một điều là kinh điển nguyên thủy là luôn luôn ở trong cái hình thức pháp thoại, tức là cái hình thức đó nó có cái người thuyết và cái đối tượng người nghe, giống như là tôi đang nói chuyện với các vị Phật tử ở đây. Nó khác với cái hình thức văn tự là chúng ta viết ở trên sách vở. Và khi mà chúng cái hình thức kinh điển được viết bằng văn tự trên sách vở đó, thì chúng ta có thể chúng ta phân thành chương phẩm vân vân. Nhưng mà khi mà cái kinh điển mà truyền thừa bằng khẩu truyền đó, tức là chỉ có nghe và người tiếp thu thôi đó, chứ không có chữ viết đó, thì chỉ có ở trong cái hình thức của các cái bài pháp thoại Đức Phật này thuyết, có cái đối tượng nghe. Và sở dĩ mà tuy rằng khi mà Đức Phật này thuyết pháp, chư vị tỳ kheo không có ghi lại, nhưng mà các ngài vẫn nhớ, đó là do vì ngày xưa đó là cái thời kỳ Phật pháp hưng thịnh, và tất cả những người nghe đối tượng chính là các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni đó. Đức Phật này thuyết điều nào thì các vị đó thực hành cái điều đó.
Cho nên ngày xưa nó không có cái gọi giống như chúng ta là còn có cái trường học riêng, không có cái thiền viện riêng. Ngày hôm nay khi mà Phật giáo của chúng ta trải qua một cái giai đoạn dài đó, thì có đôi khi chúng ta học mà chúng ta không có hành. Rồi có những người là muốn hành nhưng mà lại là ở trong cái môi trường hay lại là không có cái điều kiện học. Và dần dà đó thì chúng ta tách ra cái việc tu học đó là cái việc học riêng và cái việc hành riêng. Và từ đó nó có những cái danh vị mà thời xưa Đức Phật không có, đó là mà những vị giảng sư, những vị pháp sư, những vị thiền sư, rồi các cái thiền viện, các cái học viện. Nhưng mà thời Đức Phật á, thì bất cứ ở chỗ nào đó thì chỗ đó cũng là cái học viện, bất cứ cái chùa nào, cái tịnh xá nào ở đó cũng là thiền viện, và bất cứ một vị tỳ kheo nào, vị tỳ kheo ni nào đó thì vị đó cũng là những người, cũng là những người học viên, cũng là những người hành giả. Tức là đều là có học và đều là có hành hết. Và do vì những gì mà Đức Phật Ngài dạy, các vị tỳ kheo đều đem ra thực hành hết, cho nên các ngài không có quên. Ví dụ như ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái pháp tu quán thân bất tịnh chẳng hạn, thì do vì chúng ta không có tu thiền, cho nên là 32 cái thể trược đó mình phải ghi lại, chứ không chúng ta không nhớ. Nhưng mà đối với một người tu thiền đó, thì người ta không có quên, bởi vì người ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ví dụ giống như là các cái đề mục thể trược như tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan vân vân, nếu một người nào thực hành đó, thì người đó không có quên. Và do vì chúng ta học mà chúng ta không có hành đó, thì mình mới quên. Chính vì các vị tỳ kheo thời Đức Phật á, luôn ứng dụng cái lời Phật dạy, Đức Phật Ngài dạy cái gì đó, thì khi đó các ngài hành trì. Do vậy nó tuy rằng là khẩu truyền nhưng mà lại các ngài vẫn nhớ chứ không có quên. Cái thứ hai nữa đó là sở dĩ mà đôi khi có những cái vấn đề mình quên á, là do vì mình không hiểu, mình chỉ nhớ thôi chứ mình không hiểu. Và chính vì mình không có hiểu cho nên mình nhớ không có lâu. Còn các vị ngày xưa đó là do vì các ngày sau khi mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cái thời gian dài, thực hành nó đủ để ngày không quên rồi, mà chẳng những vậy đó mà các ngày còn chứng ngộ. Do vậy đó là tuy rằng không có chữ viết nên, nhưng mà những cái bài kinh Đức Phật ngày thuyết đó thì chư tăng nhớ chứ không có quên, và nhớ một cách chín chắn chứ không có sai sót. Và bởi vì các vị đã hành và đã chứng. Và còn nhiều cái lý do nữa, nó là những gì mà ở trong cái tâm trí của một vị thánh, nhất là vị thánh A La Hán đó, thì các ngài không có bị những cái loại phiền não như chúng sinh vì tham, vì sân, vì si, và đặc biệt đó là cái sự phóng túng, phóng dật. Cho nên là do vì một người mà đoạn trừ các cái phiền não đó, cho nên những cái gì mà các ngài đã ghi nhớ rồi đó thì các ngài không có quên. Và chính vì cái điều đó cho nên khi Đức Phật Ngài còn tại thế đó, thì kinh điển đó là kinh điển sống. Nó sống ở đây là cái kinh điển đó nó có mặt nó có trong tâm tưởng của các vị tỳ kheo hết. Cho nên cũng không cần phải nhất thiết là phải ghi chép. Nó giống như là cái chuyện gì mà chúng ta hay quên đó, thì mình thấy mình cần phải ghi lại. Nhưng mà cái việc mà mình đã nhớ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không có cần ghi. Và theo cái cách đó cho đến khi mà Đức Phật Ngài viên tịch, thì kinh sách đó cũng trong cái tâm trí của chư vị thánh nhân và những vị tỳ kheo tu học thôi, chứ không có sách vở. Và phải đến cái thời kỳ kết tập tâm tạng lần thứ tư thì kinh sách đó mới chính thức đó là được viết ra chữ. Vì lý do là trải qua một cái thời gian dài đó, thì có những thời kỳ đó mà chư tăng sống ở trong một cái thời kỳ loạn lạc, là do vì chiến tranh, do vì bệnh tật vân vân.
Và do đó các vị tỳ kheo thấy rằng là Phật giáo nó đã phân bổ đi rất là nhiều nơi, chứ không còn tập trung một nơi nữa. Và do vì phân bổ đi nhiều nơi đó, và chư tăng sống ở trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, và có những khi mà cũng không có cái tâm trí đâu mà tu tập, chẳng hạn giống như là sống ở trong cái thời chiến tranh, hoặc là ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một cái đại dịch như vậy, thì có những cái đại nạn xảy đến trong một quốc gia, thậm chí là trên một cái diện rộng là nhiều quốc gia như vậy, và Phật giáo bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi mà Phật giáo được truyền bá đi nhiều nơi đó, thì nó có bị ảnh hưởng bởi những cái tập quán địa phương, bởi những cái văn hóa, bởi những cái truyền thống khác nhau, và những cái đó nó có ảnh hưởng ít nhiều ở trong đạo Phật. Ví dụ giống như là đạo Phật ở tại Thái Lan thì có ảnh hưởng đến những cái tập quán tại Thái Lan, đạo Phật ở tại Trung Hoa thì ảnh hưởng cái văn hóa tập quán ở Trung Hoa, vân vân. Và do đó các vị chư tăng mới thấy rằng là nếu mà kinh điển mà chỉ không có viết lại trên sách vở mà chỉ ghi nhớ ở trong cái tâm trí của mỗi người đó, rất có thể là nó bị lệch lạc. Và bằng chứng rằng là qua các kỳ tâm tạng đó, kết tập tâm tạng đó, thì mỗi lần như vậy đó, thì các ngài đều phải chấn chỉnh lại cái suy nghĩ lệch lạc của một số người học Phật. Và do đó vào cái kỳ theo cái lịch sử kết tập tâm tạng đó, thì khoảng vào cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ tư thì lời Phật dạy mới chính thức được viết ra bằng chữ. Yeah. Và khi mà viết ra bằng chữ như vậy đó, thì phải phân loại. Và khi mà phân loại như vậy đó, thì các ngài mới xét thấy rằng là cái phần nào cần phải phân ra là bao nhiêu loại, và mỗi loại nó như thế nào, và là kết quả đó là các ngài đã phân ra thành ba loại. Đó là luật, kinh và luận, mà chúng ta gọi là cái tam tạng. Chữ tâm tạng, cái chữ viết bằng cái chữ, các vị nhớ cái chữ tâm tạng. Tâm tạng chữ Pali là tí, bí, tất cả. Chữ tí này nè, tí là có nghĩa là ba. Còn chữ bí tất cả, bí tất cả tức là bí tất cả là cái nghĩa bình thường, nghĩa là cái vỏ để đựng, và cái vỏ đựng cái vỏ đựng. Thật ra đó, ở Việt Nam chúng ta có một cái chữ, không biết là bây giờ không biết là các vị Phật tử có vị nào biết cái chữ gọi là cái bồ. Cái bồ tức là một cái vỏ lớn. À, thật ra cách đây cũng khá lâu rồi, cũng chắc cũng mười mấy 20 năm tôi chưa có gặp lại cái bồ, mà không biết rằng là, dạ đúng rồi, các vị Phật tử là đúng rồi, là bồ lúa đó. Bồ là gì? Cái bồ nó là một cái, để chúng ta tìm cái hình ảnh là gì đó. À, những người Phật tử mà ở thành phố á, ở thành phố hoặc là có thể ở nước ngoài một số nơi thì chúng ta không có biết cái bồ này, nhưng mà người Việt Nam mà bây giờ tôi về người là người miền Tây, dạ cho nên là cái hình ảnh này nó quen thuộc là cái bồ. Và cái bồ như thế này tức là người ta dùng những cái phên tre là người ta cuốn tròn lại, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà có khả năng có thể là đựng là lớn, dạ
anh chị biết tất cả chúng ta xem ra bồ đựng lúa. À, Việt Nam chúng ta còn có nói đến cái bồ chữ á. Bồ chữ giống như cái câu chuyện về có cái câu chuyện về câu báo quát bảo nó là trong thiên hạ có bốn cái bồ chữ, thì chữ bồ ở đây chính là cái chữ biết tất cả đó. Là sở dĩ như vậy đó là do vì ngày xưa đó, khi mà các ngày biết kinh điển thì thời đó nó chưa có cái sách, chưa có giấy, chưa có cái giấy mực, do đó các ngài phải viết ở trên cái lá, mà cái lá đó ngày hôm nay chúng ta gọi là cái lá buông hay là lá bối, kinh lá bối. Giờ và lá bối là một cái lá họ cọ, cái lá bối là cái lá cọ. Cho đây là cái lá, đại khái là cái lá bối là một trong cái lá họ cọ như thế này, là lá bối hay là lá buông. Và người tiếng Anh họ dùng cái chữ lá cọ như là cái lá palm á, là cái palm leaf, lá cọ. Rồi, và do vì cái lá cọ này nó có điểm đặc biệt đó là có thể để lâu. Và cái lá cọ nè, cái đây là cái hình tôi đã lưu lại trong cái máy của tôi để cho giới thiệu cho các vị, đó là cái kinh ngày xưa đó là được viết trên cái lá này nè. Từ cái lá xanh này đó người ta mới luộc nó đi, người ta nấu nó, giống như là cái lá dừa xanh mà khi mà chúng ta gói bánh mà chúng ta nấu lại thì nó đổi ra cái màu khác và nó có thể giữ rất là lâu. Ở tại chùa đó thì có giữ một cái số cái một vài cái kinh mình cái lá bối này do ngài hòa thượng Tịnh Sự đem về. À, tôi không biết rằng là khi mà ngài đem về từ Thái Lan như vậy đó là cách đây là bao lâu, nhưng mà hiện tại từ khi mà ngài đem về nước cho đến ngày hôm nay là khoảng chắc cũng trên 40 năm, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. Và theo nhiều cái tại nơi mà còn lưu trữ đó thì cái lá này nó để rất là lâu, cả vài trăm năm như vậy. Dạ. Còn cái lá ở chùa tôi có thì là tôi biết là từ khi mà ngày Tịnh Sự đem về đó hôm nay là đã trên những cái lá chép viết kinh đó, lá bối đó đem đi thì không có thể mang đi nổi được, mà phải dùng những cái thất tượng để chở đi. Và muốn để lên cái lá bối như vậy đó thì phải dùng cái bội, và phải dùng cái bít tắc cá nó bỏ vào rồi đem đi. Và do vì phân loại đó là loại những cái loại nào viết đó thì để riêng một bội. Những cái lá nào mà thuộc về luật để một bội, rồi cái lá nào thuộc về luận để một bội, cho nên là chúng ta gọi là cái tipitaka, tức là ba cái bội, ba cái giỏ, hay gọi chữ hán theo cái chữ hán là tâm tạng. Dạ, như vậy thì ở đây sẵn tiện trong lớp học tôi cũng chia sẻ cho vui đây. Như vậy thì từ cái pháp và luật cho đến khi mà có kết tập tâm tạng rồi, kết tập đó thì chúng ta từ cái pháp và luật á, thì cái pháp nó được chia thành hai cái bội. Cái pháp nhiều quá, một phần do Đức Phật ngày thuyết, phần chứ các vị đệ tử của ngài thuyết rồi đấy, vậy rồi còn thêm những cái bài giải thích về các cái giải thích về các cái bài kinh đó nữa, cho nên là cái phần nào mà cái phần nguyên vẹn do Đức Phật và các vị tỳ kheo thuyết đó, thì ghép vào tạng kinh. Còn cái phần nào mà cái cách để giải thích cái bài kinh đó thì người gọi là ví dụ pháp hay là cái luận.
các vị Phật tử nên hiểu cái biểu pháp là như vậy. Và ở trong cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó, là chư tăng á, là tuyệt đối đó là phải dựa vào cái tam tạng đó, chứ không có tùy tiện mà nói theo cái ý kiến riêng tư của mình. Và nhân đây thì các vị Phật tử chúng ta cũng nên tìm hiểu ngoài lề một chút, đó là chúng ta rất cần phải hiểu, bởi vì cái đó là cái những cái tư liệu quan trọng và mình học Phật các mình hãy để ý. Bây giờ chúng ta đã có cái tâm tạng rồi nha. Chúng ta đã có tâm tạng rồi. Từ cái tâm tạng á, từ cái tâm tạng này đó, thì vẫn còn rất là nhiều điều mà những người học đời sau nó không có hiểu được, mà chỉ được giải thích từ các vị trưởng lão đi trước, những vị thầy của mình. Do đó mà từ cái tâm tạng đó có cái phần thứ hai, và từ cái thời kỳ đầu tiên pháp và luật nè, các vị thông cảm dùng cái chữ ở trên đây là do vì tôi viết ở trên máy cho nên nó hơi có. Pháp và luật đi đến cái tâm tạng. Nhưng mà từ cái tâm tạng này nó vẫn có rất là nhiều cái điều mà cần phải giải thích. Cho nên có cái gọi là cái sớ giải. Có sớ giải. Sớ giải. Hay còn gọi là chú giải đó. Chú giải. Vì là Atthakatha. Cái phần Atthakatha này nè, là phần lớn là các vị của các vị luận sư, những vị tinh thông Phật pháp, trong đó có những vị A La Hán, có những vị Phàm tăng. Nhưng mà những cái lời giải thích đó được tập thể chư tăng chứng nghĩa chấp nhận, và toàn bộ cái phần sớ giải này được xem là cái phần quan và kinh điển quan trọng thứ hai sau Tam Tạng. Và cái này là trong các cái loại kinh điển á, thì Tam Tạng á, thì được cái Phật được xếp vào cái quan trọng bậc nhất. Tam Tạng là quan trọng bậc nhất, tức là đối với chư tăng Nguyên Thủy á, là cái gì mà ở trong Tam Tạng này ghi chép á, thì tất cả mọi nơi là phải điều thừa nhận hết. Đó là khi mà hãy nói điều đó, mà nếu cái điều đó mà có trong kinh điển rồi đó, trong Tam Tạng ghi chép rồi đó, là điều đó mặc nhiên là tất cả các cái Phật giáo truyền thống đó là đều xem là cái việc đó là đúng. Rồi cái phần kinh điển quan trọng thứ hai đó là cái phần sớ giải này, là bởi vì phần sớ giải này không phải là, tuy rằng đó là những cái công trình cá nhân của một số vị luận sư, nhưng mà được tập thể tăng chúng chấp nhận xem đó là cái lời giải thích cho cái tam tạng này. Và tại sao mà có sở dĩ mà có cái sớ giải này nó, trong khi đó là có cái tạng vi diệu pháp. Là bởi vì cái tạng vi diệu pháp đó là đào sâu vào những cái yếu lý quan trọng. Còn cái sớ giải này đó là cái tập bài giải cho mỗi cái bài kinh, cho mỗi cái vấn đề luật. Ở đây chúng ta phân biệt cái chú giải với cái vi diệu pháp. Chúng tôi đơn cử là thí dụ giống như là một cái bài kinh nào đó đi, giống như là bài kinh là Vương Tử Bồ Đề đi, Bồ Đề Vương Tử, giống như kinh Bồ Đề Vương Tử. Như kinh Bồ Đề Vương Tử nha. Kinh Bồ Đề Vương Tử nó kể một cái, có thật là một cái câu chuyện ngắn, mà khi mà
vì vương tử này thỉnh Đức Phật về nhà vì hai vợ chồng ông sống hiếm muộn, cho nên là ông muốn thỉnh Đức Phật Chư Tăng về trai tăng để cầu tử. Và ông nghĩ rằng là gia đình ông thì nó cũng là một gia đình khá giả giàu có, và đối với ông là cái việc mà có con nó rất là quan trọng, cho nên khi mà ông thỉnh Đức Phật về Chư Tăng về cầu tử thì ông nghĩ như là một cái lễ quan trọng chứ không phải là cái lễ thường, cho nên ông chuẩn bị rất là chu đáo, tức là cái con đường mà Đức Phật mà Chư Tăng đi vô nhà ông thì ông cũng trải thảm. Và ông nghĩ rằng là cái mọi cái việc làm như vậy là thêm cái công đức, và ông mong rằng là cái tấm thảm không lừa cái loại là cái loại vải tốt nhất. Và ông nghĩ rằng là nếu mà Đức Phật mà Chư Tăng bước lên lưng cái tấm vải tấm thảm đó thì nhờ cái công đức đó mà ông có con. Và tuy vậy đó, khi mà Đức Phật ngày đi đến đó thì lại là ngày không có bước lên cái tấm thảm đó, mà ngày đứng lại. Thì lúc đó này ngài Ananda lúc nào ngày làm vị thị giả mà ngài hiểu Đức Phật lắm. Đức Phật ngày làm cái chuyện gì thì ngài không, Đức Phật ngài không cần nói thì ngài Ananda cũng hiểu ý. Và do vậy ngài Ananda nhìn thấy Đức Phật ngài không bước lên thì biết rằng là Đức Phật ngài không muốn bước lên cái tấm thảm đó. Thì ở trong kinh đó thì chỉ kể như vậy thôi, nhưng mà ở trong chú giải đó thì chúng ta biết rằng là giải thích rằng là tại sao mà Đức Phật ngài không có bước lên cái tấm thảm đó là do vì ở trong đời quá khứ là cái vương tử Bồ Đề này ông đã bị tạo một cái ác nghiệp, là một trong một cái tiền kiếp nào đó là ông ăn những cái loại chim non, trứng vân vân, là do bị ác nghiệp đó mà ông không có con được. Đó là cái vấn đề của chú giải. Và hoặc là một cái bài kinh nào đó mà Đức Phật ngài nói trong đó có nhắc đến một cái nhân vật tên là Thích Xá chẳng hạn, mà thời Đức Phật thì tên Thích Xá, tên Ananda, tên Kasva rất là nhiều, giống như chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có nhiều cái tên mà nó phổ biến, giống như là Nhân, Loan, Dũng, Phương, Liễu vân vân, nghe nó trùng tên rất là nhiều. Thì đôi khi á, nội dung của bài kinh á, thì Đức Phật ngài chỉ thuyết pháp cho một vị tỳ kheo là tên Thích Xá thôi, nhưng mà ở trong chú giải mới giải thích cho chúng ta biết rằng là đó là Thích Xá, là Thích Xá nào. Và như vậy thì cái chú giải là gì? Đó là cái chú giải là giống như là chúng ta học toán á, là chúng ta mở cái tập bài giải ra thì cái bài toán mình làm á, thì cái tập bài giải nó cho cái đáp số gì thì mình đối chiếu cái đáp số đó. Còn cái vi diệu pháp á, là cũng là cái phần giải nhưng mà cho chúng ta cái công thức chung chứ không phải cho từng bài kinh. Là các vị phân biệt, nhớ phân biệt chỗ đó. Chú giải đó là cái phần giải thích từng bài kinh một, từng chi tiết của sự việc đó. Còn cái vi diệu pháp đó là công thức, công thức để giải. Nếu vị nào có rảnh thì cũng ghi cái điều đó, điều đó tốt để phân biệt cái sao tại sao mà có vi diệu pháp vậy. Rồi còn thêm cái phần chú giải, mà phần chú giải thật ra đó, chúng tôi đối với các vị Phật tử biết rằng là nếu mà kinh điển mà không có cái phần chú giải đó, thật ra là chúng ta đôi khi đó là giải thích một người một ý thôi. Bởi vì có những cái sự việc xảy ra xa xưa mà cho đến cái thời đại ngày hôm nay đó thì chúng ta không còn biết được, nhờ những cái bài, những cái phần Attakatha, cái phần chú giải đó chúng ta mới biết được. Và ở đây thì chúng ta cũng còn biết, cần biết thêm đó là tuy rằng cái phần chú giải đó là các ngài đã giải thích rất tương đối là tường tận và Attakatha. Cái phần Attakatha này nè, là tuy rằng là các ngài đã giải thích nhiều nhưng mà do vì cái đời sau của chúng ta đó là có những cái vấn đề đó, là giải thích như vậy là mình cũng chưa có hiểu hết. Và chính vì điều đó đó là có một cái phần khác gọi là hậu sớ. Tika, hoặc là phụ hậu sớ nữa là Anuttika. Thì ở đây chúng ta nói cho các vị biết thêm thôi, chắc là chúng ta còn chưa có cái điều kiện tìm hiểu sâu như thế này. Thì trên đây là tâm tạng nha, ở trên nữa là tâm tạng, trên là tâm tạng. Thì tâm tạng
Atthakatha chú giải và Tika Anuttika là những cái tài liệu quan trọng bậc nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên là nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta có cái điều kiện thời gian, và nhất là những người Phật tử mà có cái khả năng ngoại ngữ, thì chúng ta tìm hiểu kinh điển thì chúng ta phải biết rằng là có những cái loại kinh điển nào mà quan trọng nhất và đáng tin cậy nhất để chúng ta học. Chứ còn mà ngày hôm nay cứ mỗi lần ai kinh sách in cái gì cũng nói là kinh hết á, thì mình đôi khi mình không biết đường đâu mà mình lần đâu, không biết là cái sách in sách nào đáng tin cậy hay không tin cậy. Còn Phật giáo Nguyên Thủy á, thì tất cả đó là phải y cứ trên ba cái loại tài liệu quan trọng đó. Bậc quan trọng tài liệu bậc một á, là Tâm Tạng, bậc hai là Atthakatha, và bậc ba đó là Tika và Anuttika. Đó là ba cái những cái tư liệu kinh điển quan trọng của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn tất cả các cái sách còn lại đó thì chúng ta tham khảo thôi. Rồi chúng ta trở lại về cái môn học phi diệu pháp này. Trước khi vào cái môn học phi diệu pháp này á, nó có một từ rất là quen thuộc nhưng mà nó còn chúng ta thường nghe, nhưng mà nó có một ý nghĩa riêng biệt, đó là một từ chúng ta cần phải biết, đó là cái chữ, một cái khái niệm bước của học vi diệu pháp, khái niệm đầu tiên đó là cái ý nghĩa của diệu pháp. Hôm nay bài học ngày hôm nay chúng ta dành một phần để chúng ta nói về cái chữ pháp này. Hồi nhỏ tôi học bài là do vì lúc đó còn rất là nhỏ, cho nên là các ngày lớn dạy cho tôi học từ cái bản tóm tắt của ngày Hòa Thượng Thịnh Sự. Thì cái bản tóm tắt đó là bước đầu vô học vi diệu pháp đó, gọi là gồm pháp chi pháp đó, là phải học là tất cả đều là pháp. Tức là trong vi diệu, cái khái niệm về cái chữ pháp ở đây là cái gì cũng là pháp hết. Cái gì mà cái tâm của chúng ta có thể nhận thức, có thể tưởng tượng, có thể biết được, thì tất cả đó gọi là pháp hết. Từ trên cái cõi cao nhất là cái cõi trời khi thi tưởng cho đến cái cõi thấp nhất là cái cõi các cái tầng cõi địa ngục. Rồi trong cái khái niệm về trong tam giới này, từ vô sắc giới, sắc giới cho đến dục giới, tất cả cái gì mà chúng sinh có thể biết, có thể nói, có thể nhận biết được, thì mọi thứ đều gọi là pháp hết. Do đó mà pháp đó là có cái pháp thuộc về cái tâm, và có cái pháp đó thuộc về sắc, có pháp đó là cụ thể, có pháp là trừu tượng, hay nói một cách khác là mọi thứ đều gọi là pháp hết, cái gì cũng là pháp hết. Cho nên các vị Phật tử mà học vi diệu pháp, đó là chúng ta có một cái danh từ đặc biệt, đó là cái danh từ pháp nha. Cái pháp này là cái gì nó cũng là pháp hết. Tôi nhớ hồi trước ông ngoại tôi khi mà gia đình tôi có vài vị xuất gia, nhất là có ngày giặc chánh, ngày xuất gia đó, thì khi mà nói chuyện với ông ngoại tôi đó, thì thỉnh thoảng do vì ngày giặc chánh thì rất là thích vi diệu pháp, ngày hay nói lên pháp. Ông ngoại tôi hỏi pháp là cái gì, thì ngày giặc chánh nói cái gì cũng là pháp đó. Ông ngoại tôi nói nếu mà cái gì cũng là pháp đó, thì cần học làm chi nữa. Tại vì cái gì không giống nhau, cái gì cũng là pháp đó, thì học làm cái gì. Dạ, nhớ như vậy. Thì học vi diệu pháp trước hết đó là mình phải nhớ là cái nghĩa đặc biệt của cái chữ pháp. Rồi một cái vấn đề đào sâu của vi diệu pháp ấy, một có phần cái vấn đề mà
ở vi diệu pháp đó, làm nổi bật. Còn tặng kinh á, thì tặng kinh á, thì nói cả hai, nhưng mà để làm nổi bật, để giải thích rõ cái điều đó đó, thì đó là cái tặng vi diệu pháp. Đó là cái vấn đề về chúng ta gọi là hai cái sự thật, hay là nói theo chữ Hán là nhị đế. Yeah, hai cái sự thật nhị đế nha. Tôi cố gắng được trình bày cái này làm sao mà cho các vị Phật tử dễ nắm được, bởi vì á, chúng ta không có hiểu được cái nhị đế này á, thì học vi diệu pháp là nó, đây là cái nghĩa quan, một trong những cái nghĩa quan trọng nhất. Và do đó bài học ngày hôm nay tôi dành hết cái thời gian để mà tôi trình bày về cái chữ nhị đế, cái hai cái đế này. Cho chúng ta học về nhị đế. Nhị đế là hay là hai sự thật. Sự thật nha. Hai sự thật. Đó là hai sự thật gì? Cái sự thật đầu tiên á, đó là một cái sự thật là do mình. One option I found nearby is Quokchia Building Materials Investment Consultant. Cái sự thật là cái sự thật chế định. Sự thật chế định. Cái sự thật thứ hai là sự thật bản thể. Cái sự thật chế định á, tức là cái sự thật á, chế định ở đây hay còn gọi là cái sự thật do quy ước. Do quy ước mà có. Chứ nó không có cái bản chất thật. Mà cái bản chất này là do mình định đặt thôi. Thí dụ giống như mình gọi là vợ là chồng, bởi vì đó là cái quy ước của xã hội. Và chứ còn mà trước khi về gọi là vợ, trước khi là về chồng, cô đó, anh đó, vẫn người đó thôi. Nhưng mà khi mà hai người sống với nhau đó thì nó có một cái quan hệ được cha mẹ xã hội thừa nhận, thì khi đó là người này là chồng, người này là vợ. Như vậy đó là cái đó là cái sự quy ước, chứ nó không có cái bản chất thật. Tôi cố gắng để tôi trình bày cái phần này. Có một người á hỏi là ở một vị thiền sư nói rằng là cái ngài có thể nói cho con nghe về cái ý nghĩa của cái gọi là cái sự thật chế định không? À, các vị quan hệ ghi giùm tôi cái này, tôi nói sơ sơ rồi tôi quên. Cái nhị đế nghe, tôi lặp lại nghe, cái nhị đế này nghe. Nhị đế này thì cái đầu tiên chúng ta còn gọi là cái sự thật mà quy ước, còn gọi là tục đế. Dạ, còn gọi là tục đế. Còn cái sự thật bản thể gọi là chân đế. Dạ. Thì có người đó hỏi nhà thiền sư đó rằng là xin ngài
Ngài có thể nói cho con nghe về cái ý nghĩa của cái tục chữ tục đế hay không? Thì vị này mới cúi xuống đất, ngày cầm cái cây que, ngày bạch một cái đường gạch ở dưới mặt đất á. Ngài hỏi đó, cậu thấy làm sao cái đường bạch này á, nó là dài hay là ngắn? Thì vị thiện nam trả lời, thưa ngài, ngày bạch một đường làm sao con có thể con nói dài hay ngắn được? Mà khi nào có hai đường á, thì cái đường này so với đường kia thì mới biết là cái nào ngắn cái nào dài, chứ còn một đường á làm sao mà biết là dài là ngắn. À, thì cái tục đế của chúng ta đó là nó phải nằm, nó cái gì đó mà nó là cái ước lệ, là cái quy ước, là cái định đặt, chứ nó không có bản chất thật. Giống như là cái dài ngắn á, nó không có bản chất thật. Cũng cái đường vạch đó mà nếu so với cái đường vạch khác ngắn hơn á, thì nó là cái đường vạch. So với cái đường vạch khác á, như là ngày thiền sư ngày cái vạch đường gì, ngày hỏi là dài hay là ngắn, dài hay ngắn không ai trả lời được hết. Và chỉ khi nào mà chúng ta có cái đường thứ hai thì chúng ta mới nói rằng cái đường này á nó dài hơn cái đường này. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái đường khác á, cái đường thứ ba, thì cái đường giữa này nè nó ngắn hơn đường trên đây nhưng mà nó dài hơn dưới đây. Như vậy thì cái ngắn cái dài đó nó không có cái bản chất thật của nó. Chúng ta cầm một cây thước, chúng ta không có thể mà chúng ta tìm được cái bản chất cái gì là ngắn trong cây thước, cái nào là dài trong cây thước. Mà chúng ta chỉ nói cây thước đó nó ngắn á, là so với cây thước kia, hay là nó dài á, là nó so với cây thước kia, chứ còn không có cái bản chất riêng của cây dài và cây ngắn. Cái dài và cái ngắn đó chính là cái gì? Cái dài và cái ngắn đó chính là cái tục đế. Chúng ta nói cây thước dài đó, nó không phải là chúng ta nói sai sự thật, hay là chúng ta nói cây thước ngắn đó, không phải là chúng ta nói sai, chúng ta không phải là chúng ta nói dối. Nhưng mà nói mà đúng mặt tuyệt đối đó thì nó không hẳn, nó chỉ đúng cái mặt này, nó chỉ đúng khi so sánh cái này thôi, chứ nó so sánh cái khác đó, nó không phải như vậy. Nó cũng giống như là hai người ngồi đối diện với nhau, thì bên phải của người này á, là nó là bên trái của người kia. Như vậy thì cái phải, cái trái đó nó không có cái bản chất riêng. Chúng ta không có thể nào chúng ta phân tích là bên trái nó có cái tính chất gì riêng được, mà nó còn tùy thuộc vào cái hướng mà mình nói. Và chúng ta đang đứng như thế này đó, thì mình gọi cái bên này là bên phải, bên trái. Nhưng mà khi mà chúng ta xoay lưng lại đó, thì cái phải, cái trái đó nó đã thay đổi. Như vậy là cái phải, cái trái đó nó không có cái bản chất riêng, mà nó vì một cái điều kiện nào đó đó mà chúng ta gọi nó vậy thôi, chứ nó không có cái bản chất riêng. Thế dĩ mà chúng tôi bày dạy dòng như vậy đó, các vị Phật tử biết rằng là tại sao phải phân biệt cái hai cái sự thật này đó. Là bởi vì người ta vẫn nói rằng là nếu mà mình không biết thế nào là bàn giả đó, thì không có thể nào mình biết được cái bàn thật hết. Cho nên để chúng ta biết được cái chân đế thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải biết được cái tục đế là cái gì, thì chúng ta mới phân biệt được đó là cái chân đế. Có một cái câu chuyện về nhà bác học Einstein. Cậu học sinh đó, ông hỏi bác học Einstein rằng là, thưa ngài, khi mà ngài nói về cái thuyết tương đối, con muốn biết là cái thời gian trong cái thuyết tương đối là như thế nào. Thì nhà bác học ông hóm hỉnh, ông trả lời, ông nói rằng là cái thời gian dài á là cái thời gian mà cậu ngồi nửa tiếng đồng hồ cậu đợi xe bus nha. Dài đó là nửa tiếng đồng hồ cậu ngồi cậu đợi xe bus. Còn cái thời gian ngắn á là thời gian 2 tiếng đồng hồ cậu nói chuyện với người yêu của cậu á,
đó là cái thời gian ngắn. Rồi thì ở đây các vị thấy rằng có 30 phút thôi, nhưng mà 30 phút đó gọi là dài, và 2 tiếng đồng hồ nhưng mà gọi là ngắn. Thì thật ra chúng ta có thể nói rằng đó là cái thời gian vật lý hay là cái thời gian tâm lý vân vân, và nó tùy theo cái mình. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng thưa các vị rằng là có những cái vấn đề mà do vì nhiều cái yếu tố khác nhau, chúng ta diễn đạt bằng cái tâm lý thì nó khác, chúng ta diễn đạt bằng cái vật lý thì nó khác, tức là nó phải có cái điều kiện của nó. Ví dụ giống như là nói về cái thời gian vật lý thì 1 giờ đồng hồ thì ở giờ đồng hồ nào nó cũng giống nhau hết, nhưng mà nói về cái thời gian tâm lý đó, thì người ta nói rằng là nhất trực tại thuộc tù, thiên thu tại ngoại, tức là 1 ngày là ở trong tù nó giống như là ngoài, ở bên ngoài là thiên thu vậy. Và như vậy thì cái chế định hay là cái tục đế hay cái định đặt ở đây đó, tức là nó phải có cái điều kiện, cái yếu tố nào đó để người ta giả định, chứ nó không có cái bản chất thật. Và một điều để xác định được cái việc đó nó có tục đế, nó phải là tục đế hay là chân đế, tức là nó là một cái sự thật quy ước hay là cái sự thật bản thể đó. Thì cái sự thật mà quy ước hay là cái tục đế đó, do vì nó là một cái sự thật được định đặt dựa trên cái điều kiện nào đó, chứ tự thân nó không có. Do vậy đó, nếu mà cái sự quy ước đó do tổng hợp mà có, thì khi chúng ta phân chia rồi đó thì nó không còn nữa. Ví dụ như là chúng ta gọi là cái căn nhà, và cái căn nhà đó nó là tổng hợp của nhiều thành phần mà có nên cái căn nhà. Ví dụ giống như là chúng ta phải có cột, có vách, có mái, có nền, có đuôi mè vân vân mới gọi là cái căn nhà. Và nếu như cái căn nhà đó mà chúng ta tháo ra từng phần một, chúng ta dỡ ra cái cột chúng ta để riêng, rồi cái mái để riêng, rồi vách để riêng, rồi cái nền gạch để riêng đó, thì nó không còn là cái căn nhà nữa. Như vậy thì sở dĩ mà được gọi là căn nhà chẳng qua là nó nằm ở trong một cái tổ hợp của các vật liệu xây dựng và tạo ra một cái hình thức làm chỗ ở cho con người hay là làm cái việc gì đó, cho nên chúng ta gọi là cái căn nhà. Nếu mà thiếu những cái điều kiện đó thì những cái vật liệu đó nó không là căn nhà. Hay nói một cách khác, trong mỗi cái vật liệu đó chúng ta không có thể tìm thấy cái yếu tố nào gọi là nhà. Chúng ta không có thể nói rằng là chúng ta cưa cái cửa ra để coi tìm cái yếu tố nào gọi là cái nhà trong cái cửa. Chúng ta không có thể nào đập cái viên gạch ra để tìm cái yếu tố nhà nào trong viên gạch. Tại vốn nhà nó không có cái yếu tố nhà, mà nó là một tập hợp của nhiều cái thành phần lại. Cho nên là ở trong cái nhìn vi diệu pháp của chúng ta học đó, là những cái đó là những cái sự thật, nhưng mà đó là một cái sự thật theo cái quy ước, cái giả định mà có, chứ không phải là cái sự thật cái bản thể nó như vậy. Rồi có những cái vấn đề đó là rất là nhiều thứ. Và chúng ta chỉ đơn cử được, chúng tôi cũng vẫn muốn cho các vị Phật tử đây chúng ta hiểu rất là rõ hơn về cái gọi là cái tục đế hay là cái sự thật quy ước. Đó là chẳng hạn giống như là người ta nói đến cái sầu riêng đi. Có những người họ thích, rất là thích ăn sầu riêng, và họ thấy sầu riêng là hương vị rất là thơm. Nhưng mà đối với những người họ không có thích sầu riêng thì họ nói sầu riêng là cái sầu riêng cái mùi khó chịu, nó rất là hôi. Thì cũng cái mùi đó thôi, cái mùi đó là thật. Cái mùi đó là thật, còn cái mùi đó thơm hay là hôi đó là cái cảm nhận của mỗi người. Như vậy thì cái bản chất của cái mà chúng ta gọi là cái thơm đó, nó không có cái bản chất thực của nó, mà nó là cái quy ước.
Tôi nhớ có một lần đó, tôi tình cờ tôi thấy cái hình ảnh của một cô hoa hậu. Mà cô hoa hậu này người châu Phi. Và chúng Phật tử biết là người châu Phi phần lớn người da đen. Và do đó cái tiêu chuẩn gọi là cái đẹp theo thẩm mỹ của những người châu lục này á, thì họ vẫn thấy là đẹp, nhưng mà mình nhìn vào mình không có quen mắt. Mình thấy gì đâu mà con người mà gương mặt với mái tóc nó cùng một màu, nó đen thui như vậy mình không thấy đẹp. Theo mình nó thì ít nữa là người đẹp đó là không biết làm sao nữa, nhưng mà cái da nó phải trắng nó là đẹp chứ. Nhưng mà đối với những người đó thì họ vẫn thấy rằng là vẫn thấy là cái đó là cái đẹp. Như vậy thì cái đẹp cái xấu á, nó cũng là cái tục đế, nó cũng là cái chế định. Cái ghét của chúng ta đó, nó là một thực tại. Nhưng mà cái đẹp cái xấu á, nó là cái quy ước. Ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta nó có những cái cách diễn đạt. Ví dụ giống như là mình muốn nói tốt về người nào đó cũng đồng thời để diễn đạt cái chậm. Mà mình muốn khen á thì mình nói người đó là chậm rãi, mà mình chê nó thì mình nói chậm chạp. Thì cũng cùng để nói là một cái sự chuyển động không nhanh đó thôi, nhưng mà chậm rãi á, nó khác với cái chậm chạp. Rồi đôi khi cũng một cái chuyển động nhanh thì chúng ta thích đó thì chúng ta gọi người đó là nhanh nhẹn. Còn chúng ta không thích đó, thì chúng ta nói nó là hấp tấp. Như vậy cái nhanh nhẹn hay cái hấp tấp đó, đôi khi chúng ta chỉ nhằm cái diễn đạt có một vấn đề thôi, nhưng mà nó tùy theo cái góc nhìn tích cực hay tiêu cực cái mà nó ra khác. Còn cái vấn đề mà cái gọi là cái sự thật bản thể đó, là cái sự thật đó là nó trước sau như một, nó không có thay đổi cái bản chất đó. Còn cái tục đế đó là cái quy ước, cái sự thật mà theo thông thường đó là cái sự thật đó nó có thể thay đổi. Nó cũng cùng cái thanh gỗ đó, nó cùng cái loại gỗ đó thôi, nhưng mà chúng ta đóng theo cái hình thức này á, thì chúng ta gọi là cái ghế, đóng theo cái hình thức khác á, thì chúng ta gọi là cái bàn, theo hình thức khác nữa là cái cửa, cái giường vân vân. Và khi mà chúng ta tháo ra rồi đó thì nó không còn cái bàn, cái ghế, cái giường. Như vậy thì cái giường, cái bàn, cái ghế đó là cái tục đế, bởi vì nó không có cái bản chất riêng. Còn cái chân đế đó là cái gì mà nó có cái bản chất riêng đó thì cái đó mới gọi là cái chân đế. Tức là ví dụ giống như là cái bản chất của lửa đó thì nó nóng, và cái nóng đó ở đâu á thì nó người nào á thì nó cũng nóng giống như vậy thôi. Những cái bản chất nào mà nó không có thay đổi được đó thì cái bản chất đó thì được gọi là chân đế. Và ngày hôm sau đó thì chúng ta sẽ cũng phải đào bữa học ngày hôm sau, chúng ta sẽ đào rất là sâu về, đào kỹ hơn về cái vấn đề nghĩa về cái chân đế và cái tục đế này. Và do vì cái chân đế đó là để chỉ cho cái sự việc gì, cái vật gì, cái điều gì có bản chất thật. Còn cái tục đế đó là để cho chỉ cho những cái gì do quy ước, do giả định mà có. Và từ đó có một số người cứ nghĩ rằng là cái chân đế đó là nó cao siêu hơn là cái tục đế. Và do đó đôi khi chúng ta gặp có những cái lời nhận xét rằng là tạng vi diệu pháp nó cao hơn tạng kinh. Là bởi vì khi mà Đức Phật Ngài thuyết cái tạng kinh đó, là Đức Phật Ngài dùng cái danh từ tục đế chế định, còn Ngài thuyết tạng vi diệu pháp đó, là Ngài cứ dùng cái danh từ chân đế. Chúng ta nói như vậy là không có được, là bởi vì ở trong cái chân đế đó nó cũng có những cái tốt, có những cái xấu, có những cái hạ liệt và có những cái cao thượng, chứ không phải là chân đế là tốt hết. Những người đôi khi nói như vậy đó thì không hiểu về cái chân đế. Chân đế đây chỉ đơn giản là một sự thật thôi. Tôi được nghe kể có một người
một lần kể chị câu chuyện về ngày thịnh sự á, tức là ngày hòa thượng mà ngày người đầu tiên đem cái bộ môn vi diệu pháp về Việt Nam á, thì có một lần có anh ngày nói chuyện với một người, họ đến họ chất vấn cái ngày về cái đạo Nguyên Thủy là cũng như là đạo Phật. Và trong đó ngày vị Thiện Nam này mới nói, anh Thiện Nam nặng có nói một câu như thế này, anh nói rằng đối với anh không có cái tôn giáo nào hết á, mà anh chỉ thờ á là anh thờ chân lý thôi. Và cái câu nói đó nghe qua đó thì chúng ta thấy rằng là một người có cái nhìn không bị giới hạn về cái gì tôn giáo, nghĩa là cái gì nó đúng là chấp nhận thôi. Tức là anh nói là anh không có đạo nào, anh chỉ thờ là thờ chân lý thôi. Nhưng mà ngày tịnh sự thì nhân đó ngày mới nói với anh một vấn đề mà có liên quan đến vi diệu pháp. Ngài nói đó, đối với tôi đó là chân lý đó, có thứ đó tôi thờ, có thứ đó để tôi hiểu, rồi có thứ để tôi dùng, và có thứ đó để tôi bỏ. Nó rất là nhiều thứ, không phải thứ nào tôi cũng thờ. Thì các anh Thiện Nam này, anh tròn mắt, anh nhìn ngài, anh chưa có hiểu hết ý ngài. Thì ngài mới nói anh á, chân lý đó, nó đâu có phải là cái gì nó cao siêu. Không phải là cái chân lý nào cũng cao siêu hết. Có những cái chân lý cao siêu và cũng có những cái chân lý nó tầm thường. Và không phải là cái chân lý nào nó cũng là tốt. Có những cái tốt, có những cái xấu. Chẳng hạn giống như xung quanh chúng ta, cái gì mà nó có thực thì cái đó là chân lý hết. Từ người đàn ông, đường đàn bà, cho đến con trâu, con chó, con bò, con mèo, đống rác, cục phân, nó cũng là chân lý. Chứ chẳng lẽ những cái thứ đó nó là vô lý sao? Chẳng lẽ đống rác nó là vô lý, chẳng lẽ cái cục phân là vô lý, chẳng lẽ con chó, con mèo nó là vô lý. Do vậy, những cái thứ đó nó thực có, nó cũng là một chân lý. Nhưng mà nếu mà nói mình tu là cái chân lý mình thờ, thì chẳng lẽ cái đống rác cục phân mình cũng đem mình thờ hết sao? Do đó, các vị Phật tử học vi diệu pháp nhớ rằng là cái chân đế chỉ là những cái gì có thật thôi, chứ không phải là những cái gì là cao thượng, không phải tất cả những cái là cao thượng hết. Trong đó có hạ liệt, trong đó có bình thường, trong đó có cao thượng. Và cụ thể là trong nói về tâm chúng sinh đó, là nó có tham, có sân, có si, chứ không phải là nói lên cái chân lý đó, là nó chỉ là cao, chân đế là cao thượng, còn tục đế là thấp. Nói như vậy là chúng ta hoàn toàn chúng ta không có hiểu về cái gì là chân đế và cái gì là tục đế. Ngược lại, cái tục đế đó chỉ chẳng qua là cái gì giả định thôi, chứ không phải là cái tục đế đó là những cái điều mà chúng ta nó không phải là cái điều thấp hèn. Bởi vì cái tục đế giống như chúng ta nói đến cái tượng Phật, thì cái tượng Phật đó là cũng là tục đế. Rồi khi mà chúng ta dùng những các cái danh từ diễn đạt như về thiền định, về niết bàn, thì tất cả đều những cái danh từ tục đế hết. Do vậy, cái tục đế đó cũng dùng cái hình ảnh đó để diễn đạt những cái gì là cao thượng, những cái hình ảnh đẹp, những cái chứ không phải là cái tục đế này chỉ là những cái gì là tầm thường. Chẳng qua ở đây là hai cái đó diễn đạt. Nó diễn đạt bằng cái hình thức thông thường, và cái thứ hai nó là cái diễn đạt bằng cái hình thức chuyên môn. Tôi nhớ có những cái tập sách người ta hay ví dụ, chẳng hạn giống như là bình thường á, thì chúng ta ở ngoài nó các nhà bác học, nhưng mà ngày sinh hoạt ở bên ngoài đó thì ông vẫn nói rằng là ông uống nước. Nhưng mà đôi khi vào trong cái phòng thí nghiệm á, thì ông gọi nước nó là H2O. Giờ do vì cái môi trường, cái điều kiện mà phải diễn đạt bằng các cái khác nhau như vậy, chứ không có thể nào nói rằng là cái cách diễn đạt này nó là cao siêu, còn cái diễn đạt kia là thấp hèn. Và một người học vi diệu pháp tuyệt đối là chúng ta cũng không có nói rằng là
cái cách diễn đạt bằng cái tục đế nó là tầm thường, mà cách diễn đạt bằng chân đế là nó là mới là cao siêu. Do chính điều đó, nếu mà có những người mà quá cực đoan, họ nghĩ cho rằng cái bi pháp cao siêu hơn tặng kinh thì là không được. Bởi vì trong cái cách diễn đạt để cho chúng sinh hiểu thì Đức Phật này bằng cái nhiều cái hình thức, bằng cái nhiều cái phương tiện, miễn là làm sao hiểu được cái vấn đề thôi. Chứ còn cái hình, cái nó, cái cách diễn đạt đó, nó không có quan trọng, mà cái cách hiểu vấn đề mới là quan trọng. Ví dụ giống như là nhà bác học hiện Newton á, ông ngồi dưới gốc cây táo, ông nhìn cây táo rơi là ông nghĩ ông tìm ra được cái lực hấp của cái trái đất. Chúng ta ví dụ chúng ta tưởng tượng rằng là nếu một người khác đó, họ không có họ nhìn cái vật khác rơi, chẳng hạn giống như là chiếc máy bay rơi nó lớn hơn là cái quả táo, thì nói rằng là cái công thức của ông tìm ra nó quý hơn là của ông Newton, không đúng. Dạ. Cái quả táo rơi hay trái bơm rơi hay là cái phân chim rơi vân vân thì tất cả nó chỉ là một cái phương tiện để người ta hiểu ra cái vấn đề. Dạ. Và do vậy ví dụ giống như là thông tin, còn ví dụ một người á họ dùng một cái khúc gỗ để họ chỉ một cái kho báu nha, rồi người khác á dùng một cái cây gậy bằng vàng để chỉ cái kho báu, thì hai cái giá trị đó nó tương đương với nhau, miễn là làm sao cái người nghe đó họ biết được cái kho báu ở đâu. Còn cái vật chỉ đó, bằng cái khúc gỗ hay là bằng cây gậy bằng vàng đó, thì điều đó nó không có quan trọng. Thì thật ra đó, cái ngôn ngữ diễn đạt bằng cái ngôn ngữ chân đế hay là ngôn ngữ tục đế đó, nó đều không có quan trọng. Cái quan trọng làm sao đó, là để thấy ra được cái sự thật. Là thì trong kinh ấy, trong thiền tông nó hay nhắc đến cái câu chuyện là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Tức là khi một người dùng cái ngón tay chỉ mặt trăng đó, mà chúng ta chỉ nhìn theo cái hướng ngón tay chỉ thôi, chứ không phải nhìn cái ngón tay. Chúng ta nhìn cái ngón tay là chúng ta không có thấy mặt trăng, mà phải nhìn theo cái hướng ngón tay chỉ thì mới có thể thấy mặt trăng. Thì khi mà chúng ta học cái kinh điển ấy, là Đức Phật thì dùng cái ngôn ngữ tục đế hay là chân đế, chẳng qua nó là tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái vấn đề mà ngài dùng khác nhau. Còn cái cứu cánh, cái mục đích đó, thì nó khác, nó đều là giống nhau hết. Nên tuyệt đối nó không có cái vấn đề mà chúng ta nói rằng là nói bằng cái chân đế là nó cao hơn là nói cái tục đế, nó không phải như vậy. Mà đó là điều kiện mà diễn đạt thôi. Có những cái vấn đề đó mà diễn đạt bằng cái tục đế đó, nó vẫn cao, nó cao hơn là diễn đạt bằng cái chân đế. Sau này chúng ta sẽ thấy ra rất là nhiều điều đó. Và một lần nữa thì tôi cũng xin lặp lại các vị đó là hai cái đế mà chúng ta học, tức là hai cái sự thật mà chúng ta học đó, đó là một cái sự thật quy ước theo một cái ước lệ nào đó, theo một cái định đặt nào đó, và nó không có cái bản thể riêng, không có bản thể riêng. Còn cái sự thật chân đế đó là một cái sự thật không do quy ước, không do quy ước mà bản chất của nó vốn vậy. Ví dụ giống như là chúng ta nói đến lửa thì tiếng Việt có gọi là lửa, tiếng Hán gọi là hỏa, tiếng Anh xài chữ phai, vân vân. Nhiều mỗi ngôn ngữ người ta có một cái cách, có một cách gọi lửa khác nhau. Nhưng mà nó có một cái điểm giống nhau, đó là ai chạm vào lửa đó là đều là nóng hết. Thì cái nóng đó là cái bản thể, nó không có thay đổi. Còn cái tên gọi về lửa đó thì mỗi dân tộc người ta dùng cái ngôn ngữ riêng mà người ta nói. Do vậy đó, ở Việt Nam chúng ta nói lửa, nhưng mà khi ở Mỹ mình nói lửa người ta không hiểu. Mình đi qua châu Phi hay đâu mà nói lửa người ta không hiểu. Dạ. Nhưng mà mình lửa mà mình chạm vào người ai đó thì người đó đều có cảm giác là nó không giống nhau hết. Bởi vì cái đó là nó thật, nó không có thay đổi. Vậy thì cái gọi là cái chân đế đó là nó không có bị tùy thuộc vào một cái điều kiện nào hết, mà nó luôn luôn mà nó giữ nguyên cái bản chất đó. Còn cái gọi là cái tục đế đó thì nó còn tùy thuộc nhiều cái yếu tố, mà nếu mà yếu tố nó không còn nữa thì nó không còn nữa.
Chẳng hạn giống như là mình nói rằng là vị đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, thì cái đó là tục đế. Là bởi vì sao? Cái vị đệ nhất phu nhân đó, đó là phải tùy vào ông chồng hiện tại của bà. Ông chồng hiện tại của bà đó là vị tổng thống đó, thì bà mới còn là đệ nhất phu nhân. Còn nếu ông chồng của bà đó không còn là tổng thống nữa thì tự nhiên bà không phải là đệ nhất phu nhân nữa. Bởi vì cái đệ nhất phu nhân này nó phải là tùy thuộc vào người chồng, chứ nó không, không có cái bản chất riêng của cái gọi là cái đệ nhất phu nhân, mà nó tùy theo người chồng. Hãy người chồng còn á thì bà này còn, người chồng mà không còn tổng thống nữa thì tự nhiên cái đệ nhất phu nhân đó nó không còn, chứ nó không, chứ trong cái đệ nhất phu nhân chúng ta không có thể chúng ta phân tích cái tóc là đệ nhất phu nhân, cái lỗ tai là đệ nhất phu nhân, là cái lỗ mũi, cái miệng gì cũng được, bởi vì nó không có bản chất riêng. Thì cái bài học ngày hôm nay đó là chúng ta chúng ta bắt đầu bằng hai việc trước khi học vào vi diệu pháp, đó là trước hết đó là cái khái niệm về pháp, và tất cả mọi thứ, cái gì cũng gọi là pháp, cái gì mà chúng ta có thể quyết, có thể nghĩ đến, có thể tưởng tượng thì đều gọi là pháp hết. Và cái pháp này á, nó có chia ra có hai sự thật, đó là cái sự thật tục đế hay là cái sự, hay gọi là cái sự thật quy ước định đặt mà có, và cái sự thật thứ hai gọi là cái sự thật bản thể hay là chân đế, tức là cái bản chất của nó là cái gì mà nó có bản chất, và nó cái bản chất nó không có bị thay đổi bất cứ một cái điều kiện nào ở đâu, thì cái bản chất nó vẫn vốn như vậy, khi nào nó có mặt thì nó đều có bản chất đó, chứ không, nó không có tùy thuộc bất cứ ở đâu. Thì cái bản chất như vậy đó được gọi là cái bản chất chân đế. Thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học ở đây, bài học ngày hôm nay. Hey. Bà hai đâu có nụng đâu đó. À, bà hai đâu có xài nó đâu. Không mặc bộ đấy. À, thưa các vị Phật tử, là có lẽ là chúng tôi dự định là sẽ mỗi ngày, mỗi vào mỗi giờ học á, rồi sẽ dành ra 30 phút để cho các vị Phật tử học viên nào có câu hỏi. Nhưng mà do vì mỗi khi mà tôi unmute lên đó, thì nó quá ồn, tôi nghĩ là không thể nào mà để cho các vị Phật tử không thể nào cho để cho các vị Phật tử lên tiếng hết á. Ở đây trong cái chương trình này nó là những Phật tử nào mà chúng ta có cái câu hỏi nào đó, thì chúng ta có thể đưa cái bàn tay lên, các vị hoan nghỉ tìm hiểu trong cái ứng dụng. Rồi có lẽ là vài hôm nữa đó thì tôi cũng rất cần những người Phật tử nào mà chúng ta có cái thời gian á, thì và chúng ta theo dõi điều đặn trong lớp học á, thì chúng tôi sẽ nhờ các vị Phật tử đó giúp vô làm đứng làm cái host giùm. Là bởi vì khi một người làm host như vậy đó thì chúng ta có thể là chúng ta điều hành cái trong phòng mà không phải là bản thân của tôi dạy, bởi vì tôi đang dạy học mà phải điều hành cái này cái kia trong phòng, đôi khi nó là bất tiện, thì cái việc đó là tôi sẽ xếp sau. Ở đây có một người Phật tử tên là Hoa Ly, không biết là nam hay là nữ, mà thấy đưa bàn tay lên mà không biết là các vị có muốn phát biểu cái chi, hay là do vì không có quen dùng ứng dụng mà đưa cái bàn tay lên. Bởi vì có lẽ là các vị Phật tử ở đây rất là nhiều người còn chưa có quen với cái ứng dụng này, bản thân của tôi chỉ mới dùng cũng không có lâu, cho nên là đôi khi chúng ta cũng còn chưa quen đó, thì tôi nghĩ là khi nào các vị Phật tử rảnh rỗi đó thì mình cũng cố gắng mình tìm hiểu để trong cái phần sinh hoạt tốt hơn. Thì bây giờ tôi lặp lại, nó là bắt đầu cái bữa học ngày hôm sau, khi mà trong cái giờ mà để cho Phật tử nêu câu hỏi đó,
thì có hai cách để chúng ta làm. Thứ nhất là các vị có thể chat ở trong cái phòng này cái câu hỏi, thì chúng tôi sẽ đọc cái câu hỏi của Phật tử hỏi đó là chúng tôi trả lời. Và cái cách thứ hai là các vị có thể đưa cái bàn tay lên. Thì tôi nghĩ là các vị cứ gửi vào ở trong cái phòng này rồi tôi sẽ trả lời cho các vị. Ở trong cái phòng mà các vị chat á. Dạ, yeah. Bất cứ một cái câu hỏi nào tôi nghĩ như vậy đi. Tôi nghĩ như vậy thì tiện hơn, tại vì có những người Phật tử đó thì có nhiều cái để có Phật tử hỏi là đưa cái bàn tay lên ở đâu. Các vị Phật tử bấm vào cái chữ mơ. Dạ, ở trong cái chương trình của chúng ta đó, để mà viết bằng, tại vì ở đây có nhiều người dùng bằng phone này, có người dùng bằng phone kia, có người dùng bằng máy tính đó. Nhưng mà trong đây cái ứng dụng nó có cái chữ mơ, có chữ mơ thì nó có cái ký hiệu để đưa cái bàn tay lên. Dạ. Và trong những cái trường hợp mà những vị Phật tử nào mà chúng ta ngại hỏi á, thì chúng ta có thể chúng ta cứ chat trong phòng á, thì tôi cứ đọc cái phòng á, là chúng tôi trả lời cho các vị. Mà tôi nghĩ rằng là đôi khi như vậy là tiện hơn. Thứ nhất là có nhiều vị thắc mắc nhiều nhưng mà không có dám hỏi. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mà các vị chat lên á, thì các vị mạnh dạn các vị ghi. Dạ. Yeah. Cái thứ hai đó là đôi khi chúng ta không có ở trong một cái môi trường yên tĩnh hay ồn ào ở gia đình. Nếu mà cái microphone mà các vị mở lên đó, thì cái tiếng động ở trong nhà xung quanh con cháu này nọ đôi khi nó cũng ồn. Dạ. Yeah. Và các vị cứ có cái thắc mắc nào thì các vị cứ gửi ở trong phòng này. Và còn cái nữa đó mà nó cũng tiện cho bản thân của tôi đó là trong số cái câu hỏi đó thì tôi sẽ lựa cái câu hỏi nào để chúng tôi trả lời, chứ không phải tôi trả lời tất cả. Thứ nhất là chỉ những cái câu hỏi nào liên quan đến bài học. Cái thứ hai liên quan ở đây đó là, còn cái thứ hai dù có liên quan đến bài học nhưng mà cái phần không cần phải hỏi đó, thì tôi không có trả lời. Ví dụ như tôi dành cái giờ đồng hồ đi giải thích thế nào là tục đế, thế nào là chân đế, là một vị Phật tử nào đó là cái khi em lên hỏi vậy, xin hỏi tục đế là chân đế là gì, là chờ chết tôi luôn, là tôi dạy thêm một buổi nữa đó, nhưng mà không có hỏi câu hỏi đó. Dạ. Cho nên là khi mà các vị Phật tử quý hỏi ở trong cái phòng chat đó, tôi lựa cái câu hỏi là tôi trả lời cho các vị. Còn nếu mà nhiều câu hỏi mà tôi không có trả lời được bằng cái trực tiếp cho các vị đó, thì tôi sẽ lưu lại để mà tôi sẽ trả lời ở trong các cái buổi khác. Bởi vì tôi sinh hoạt đôi khi các vị Phật tử biết là, ví dụ giống như là trong một cái đêm đầu đà, trong cái giờ luận đạo, có đôi khi là không có ai có câu hỏi hết á. Và có đôi khi thì biết khi mà máy nó đã nóng lên rồi đó, là hỏi quá nhiều nhưng trả lời không hết. Dạ. Thì ở trong cái lớp học đôi khi cũng vậy đó. Đôi khi mình cứ cho hỏi đó, thì không ai hỏi. Mà tới khi mà không còn ngại nữa rồi đó, thì nói hỏi mà đến mức mà bịt miệng không kịp luôn, một người hai ba câu hỏi. Dạ. Cho nên là các vị Phật tử cứ phát ở trên Trung đi. Còn ngày hôm nay do vì các cái bài học đầu tiên á, tôi nghĩ các vị Phật tử cũng chưa có câu hỏi nhiều. Thì tạm thời chúng ta nghỉ sớm ở đây. Rất mong là các vị Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu về cách dùng cái chương trình này cho nó dễ. Để khi các vị cần phải chat hay cần phải mở cái microphone các vị hỏi đó, thì các vị dễ dàng. Và thậm chí là có những khi trong nhà chúng ta nói chúng ta không có tiện mở cái webcam đó, thì chúng ta cũng biết được chúng ta tắt. Và có những Phật tử học viên là nhiều khi cũng không biết đường để tắt cái đó. Mà có những khi mà những cái hình ảnh mà đưa lên chung với mọi người đó, nó không có tiện, nên những cái đó là những việc nhỏ nhặt đó, nhưng mà nó là cần thiết. Thì chúng tôi kết thúc cái lớp học ở đây và kính chúc các vị Phật tử luôn luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.